$45 a sheet. Dạ. Đây cho các anh chị coi, thấy không? Như đây, cái đà. Như đây. Rồi. Dài 15 thước. Đội lên, tự vì chân cái nhà nó sệ. Cái nhà nó sệ. Nên tụi tôi phải đội nó lên, thấy không? Nhà này cái nó có hai cái sườn. Cái này nó 140 năm rồi. Đó, 140 năm rồi. Nó bị sệ xuống, một cái đội nó lên thì phải dùng máy chế. Đó, thấy không? Cái bề cũng cái cột tôi làm thấy không? Lên như vậy á. Đó, một từ đây qua kia. Thấy chưa? Vậy á mà còn độ chết lên nó xuống. Chứ còn mấy thằng mà độ á. Thằng mà độ ăn tục nó phép địch mẹ. Tối ngày rồi nó làm như cái cục cứt. Là ở đây rồi nó làm mà không có lối thở, không có đường về luôn. Đó, thấy chưa? Chào Nguyễn Nhân hết nha. Thấy không? Nó sệ xuống vào phải đấy. Hai cột. Cột kia cũng vậy, thấy nó cong ngay giữa không? Đó. Tại người Mỹ. Rắc. Người ta không cần nữa. Thấy không? Đó. Giờ mình phải làm. Mỹ là gỗ không à. Đó. Bây giờ á. Ta nói cho cái clip này ha. Mấy cái nick tí toan này ha. Ta nói cho cái thằng nào. Tên là thằng Phil Đông. Thằng chó ở Canada đó. Nha. Ta nói cho mày biết. Tao hồi đó giờ tao đéo có đi làm mướn cho ai hết cả. Mày kêu mấy cái thằng chó nào mà tới biểu tình đó. Thấy không? Tới đây chỗ tao đang làm nè. Tao nói mày à. Tao không có đi làm mướn. Tao không có đi làm mướn. Mày bảo chưa? Tao cho mày biết cái địa chỉ tao làm luôn nè. Còn mày nói tao đi làm mướn. Rồi kêu mấy thằng sọc lầu tao đi biểu tình. Thì mau mau tới đi biểu tình. Ở đây. Tao sẵn tiện tao treo cờ. Đó. Thấy chưa? Cờ đỏ cờ vàng sẵn ở chỗ cái chỗ làm luôn. Rồi mày kêu mấy cái thằng chó đó, tao treo sẵn đó. Ha, mày kêu mấy cái thằng chó mà tới đây để biểu tình. Đủ má tao mà không cho một thằng một kẹo á, ăn kẹo á. Kẹo nha. Kẹo tao thì có đủ loại, 9 ly, 45, 22, 25. Được chưa? Tao thì không có đi làm mướn, tao là chủ thôi. Rồi mày tao mà nói là tao như là mướn thì kêu mấy thằng kêu là biểu mấy thằng YouTuber ở Cali, ở Bắc Cali lên biểu tình tao. Đó. Thì tao treo cỡ sẵn cho tụi mày biết. Đó là chỗ tao làm. Được chưa? Tại thành nước Mỹ luôn. Ngay chỗ tao làm. Ngay tại thành ở Downtown San Francisco. Mày tới đây, tao sẽ mời tụi bay ăn kẹo. Mày ngó biển số xe tao nè. Đó, thấy đó chưa? Phiêu Đông, Đông Phiêu, thằng mặt lờ, thấy không? Còn tụi bay chơi á, tao nói cho tụi bay nghe nè. Tụi bay chơi á, phải có chất. Nếu có báo cáo, tụi bay báo cáo tao rớt hết mấy cái kia 30 ngày hết à. Nếu mà tụi bay vô chửi tao á, bình luận chửi tao cũng rất là nhiều. Mày thấy không, tao đâu có báo cáo đâu. Nhưng mà chơi là phải chơi cho nó chất nha, thấy không? Chỗ tao làm á, đó, thấy chưa? Thì đau thao sang phăng, nghe chưa? Kêu mấy cái thằng sọc lầu ở đây biểu tình. Rồi đủ mà đã đảo tao gì đó, nói tao là cộng sản nằm vùng. Tới đây, tao thì không có gì nhiều quá, gỗ vụn nè, thấy không? Tao cho mỗi thằng cây, cây ba tấc vuông á. Cái này 100 năm hơn nè, gỗ này gỗ 100 năm hơn, ở chỗ này là gỗ này 140 năm, cái này tao nói gỗ không tao đi đổ rác. Tao nói rồi nghe nha, tôi Đông Phiêu, gỗ tao đi đổ rác á, bằng một năm mày đi làm á, mày hiểu chưa? Phiêu Đông, nhục như con chó, đủ mẹ mày, cái thằng con chó xui gầm trạng. Đó, công nhân tao làm á, chứ tao không phải là đi làm mướn, mày nghe rõ chưa? Mày lên trên YouTube, mày nói những thằng YouTuber nào ở Cali á, Bắc Cali xuống đây biểu tình, rồi la là ủng hộ những thằng ba sọc gì đó, lên đây. Cái clip này tao làm riêng cho mày, không hiểu đâu. Mày nghe rõ chưa? Nhìn mặt tao nè, thằng John McWhite nè. Rõ chưa? Thấy rõ không?
Tao không phải là đi làm thợ, tao là chủ, nghe rõ chưa? Đó, tao đánh cái dấu rõ cho mày nghe, rõ rõ là phiêu đông. Chỗ tao làm có cờ đỏ sao vàng nè, thấy chưa? Bảo mày thấy chưa? Thấy rõ chưa? Phiêu đông. Những thằng mà đủ mẹ đất nước mình, mà mình tẩy chay đất nước mình là những thằng khốn nạn châu bò, rõ chưa? Tụi mày ngon, tụi mày hay, đừng đi báo cáo. Tao là cha mày, đầu tao nó cao, thấy không? Để nó cho mọi người coi, thấy không? Coi nó, coi nó to to còi, coi nó như thế này, thấy không? Buồn cười lắm, trời ơi, đủ má. Đéo mày những cái trò dơ bẩn mày muốn câu view câu like thì kệ mẹ mày, tao đéo quan tâm, nhưng mà đừng bao giờ lôi tên tao vô để đủ mẹ mày, để mày có view có like. Johnny, Johnny, don't park the car, man. Cái sự tẩm bựa của tụi bay, cái tụi bay làm cái bãi cứt. Khoan mình. Các anh chị biết không, nó lên nó kêu là đám kia đi tới tôi nhà tôi biểu tình rồi nói là cần sao cho nó tới đây hả? Tôi treo cờ luôn hả? Treo cờ tổ Việt Nam mình mà làm gì không có cờ tôi Việt Cộng gì của Việt Nam mình chứ gì là Việt Cộng ba sọc là cái là chùi vẽ, còn cờ này cờ của tôi mà, đất nước Việt Nam mình là này mà. Ừ hả, tôi không yêu nước, tôi không yêu nước. Cho 10 cái thằng Mỹ tới rồi, hiểu không? 10 cái thằng Mỹ vậy mà có mày hay nha, đúng không? Đúng không? Sao để tôi cho mấy anh chị coi thằng cho thằng thằng súc vật này, thấy không? Nó kêu mấy người biểu tình tôi đây đây đây. Thấy không? Đây là không? Nó nói là tôi rồi để nó kêu mấy thằng tới biểu tình, là thằng khốn nạn này.
nó kêu chú biểu tình. Tao nói mày nghe Phiêu Đông nè, mày kêu thấy không, đủ má thằng nào tới biểu tình cộng sản cái con mẹ mày, thấy không, bà con thấy rõ không? Nó là thằng khiêu khích, nó kêu tôi là đủ má bò đỏ, gọi tôi là cộng sản đó, đủ má mày cộng sản nè. Ê cộng sản, cộng sản đi bộ đội 4 năm trời là về giải ngũ Campuchia nè, 79-81 nè đó.